Anh là tổng quan về sân nhà của 16 câu lạc bộ tại Thai League 1, mùa giải 2020-2025. Sân nhà của Nakhon Pathom United là sân vận động trường thể thao thành phố Nakhon Pathom. Nằm ở huyện Mue Ang, Nakhon Pathom, sân vận động đa năng này có sức chứa 3.500 chỗ ngồi, trong đó có một khán đài tạm lắp ghép phía sau cầu môn. Sân vận động tỉnh Prachuap Khili Khan hay Sam Ao Stadium là sân nhà của câu lạc bộ PT Prachuap. Nằm ở huyện Mue Ang Prachuap Khili Khan, sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của Sam Ao Stadium khoảng 5.000 khán giả. Lamphun Warrior sẽ chuyển đến sân nhà mới ở mùa giải này. Sân bóng mới được khởi công xây dựng vào năm 2023 tại huyện Mue Ang Lamphun và chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử dụng trong thời gian tới. Lamphun Warrior Stadium là một sân vận động dành riêng cho bóng đá. Với thiết kế hai khán đài được lắp đặt ghế ngồi đầy đủ. Sức chứa của sân vận động này là 5.400 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Uthai Thani là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Uthai Thani. Nằm ở huyện Mue Ang Uthai Thani, sân vận động đa năng này có sức chứa 5.477 chỗ ngồi. Trong đó hai khán đài phía sau cầu môn là các khán đài tạm, được lắp ghép để đưa khán giả đến gần mặt sân thi đấu hơn. Trở lại Thai League 1 chỉ sau một năm phải xuống hạng. Nombua Pichaya là á quân của Thai League 2 2023-2024. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Pichaya, nằm ở huyện Mue Ang Nombua Lampu. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2016. Với kinh phí xây dựng 50 triệu baht, sân bóng này chính thức khánh thành vào tháng 10 năm 2020. Sân vận động Pichaya có thiết kế một khán đài chính và một khán đài tạm với sức chứa 6.000 khán giả. Sân vận động Cảng vụ Thái Lan hay còn được gọi tắt là sân vận động PAT là sân nhà của Pot FC. Nằm ở huyện Kluang Toei của thủ đô Bangkok, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1967, sau đó cải tạo vào các năm 2009, 2011 và 2020. Sân vận động PAT có sức chứa 6.250 khán giả. Sân nhà của Khon Ken United là sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Khon Ken. Nằm ở huyện Mue Ang Khon Ken, sân vận động đa năng này có sức chứa khoảng 7.000 khán giả, với 3 khán đài liền nhau tạo thành hình vòng cung. Sân nhà của Sukhothai FC là sân vận động Ta Lai Luang. Nằm ở huyện Mue Ang Sukhothai, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2013 và chính thức khánh thành vào năm 2015. Sức chứa của sân vận động Ta Lai Luang là 8.020 chỗ ngồi. Rayong FC là đội bóng cuối cùng giành quyền tham dự Thai League 1 mùa này. Sau khi giành chiến thắng trong loạt trận play-off, sân nhà của tân binh này là sân vận động tỉnh Rayong. Nằm ở huyện Mue Ang Rayong, sân vận động đa năng này có sức chứa 10.000 khán giả, trong đó có một khán đài đã được lắp đặt ghế ngồi. Dragon Solar Park là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Ratchaburi. Nằm ở huyện Mue Ang Ratchaburi, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào năm 2015 và chính thức khánh thành vào tháng 6 năm 2016. Chi phí xây dựng sân vận động là 300 triệu baht. Nó chính thức mang tên Dragon Solar Park từ năm 2022 theo thỏa thuận tài trợ. Với 3 khán đài, Dragon Solar Park có sức chứa 10.000 chỗ ngồi.
Sân vận động Sinh Ha Chiang Rai là sân nhà của Chiang Rai United, nằm ở huyện Mae Ang Chiang Rai. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này nằm ở phía trước sân bay quốc tế Mae Pha Luang, được khánh thành vào tháng 7 năm 2012. Tên gọi hiện tại của sân vận động là theo thỏa thuận tài trợ. Sức chứa của sân vận động Sinh Ha Chiang Rai là 12.249 chỗ ngồi. Thunder Dome, sân nhà của Mường Thong United, là một trong những sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Thái Lan. Nằm ở Mường Thong Thani của tỉnh Nonthaburi, sân vận động này được xây dựng vào năm 1998, sau đó được cải tạo mạnh mẽ trong giai đoạn từ 2009 đến 2010 để có kiểu dáng như hiện nay. Sức chứa của sân vận động Thunder Dome là 13.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Bijipathum United là một trong những sân vận động tốt nhất Thái Lan hiện nay. Nằm ở huyện Thaneburi, tỉnh Pathum Thani, Biji Stadium được xây dựng vào năm 2010. Từ cuối năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng bổ sung thêm một khán đài. Sức chứa hiện tại của Biji Stadium là 15.114 khán giả. Sân nhà của Bangkok United là sân vận động Thammasat, nằm trong khuôn viên của Đại học Thammasat ở thành phố Rangsit, tỉnh Pathum Thani. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1998. Sức chứa của sân vận động Thammasat là 20.000 chỗ ngồi. Nakhon Ratchasima FC là đương kim vô địch của Thai League 2 2023-2024. Sân nhà của tân binh này là sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan. Nằm ở thành phố Nakhon Ratchasima, sân vận động đa năng này được bắt đầu xây dựng vào tháng 3 năm 2005 và chính thức khánh thành vào tháng 12 năm 2007. Nó nằm trong khu liên hợp thể thao trị giá 65 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động sinh nhật lần thứ 80 nhà vua Thái Lan là 20.141 chỗ ngồi. Sân bóng lớn nhất tại Thai League 1 mùa này vẫn là Chang Arena của đương kim vô địch Buriram United. Đây cũng là một trong những sân vận động hàng đầu tại Thái Lan. Nằm ở huyện Mae Ang Buriram, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được bắt đầu xây dựng vào tháng 11 năm 2010 và chính thức khánh thành vào tháng 6 năm 2011. Chi phí xây dựng Chang Arena là 17 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2013. Tên gọi hiện tại của Chang Arena là theo thỏa thuận tài trợ, trong khi sức chứa của sân vận động này là 32.600 chỗ ngồi. Sân nhà của Ayutthaya United là sân vận động tỉnh Ayutthaya, nằm ở Phranakhon Si Ayutthaya. Sân vận động đa năng này có sức chứa 6.000 khán giả. Bangkok FC là tân binh tiếp theo tại mùa giải này. Sân nhà của họ là sân vận động Chalom Phraikiet Bangmot, nằm ở Thung Kru, Bangkok. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1988. Sức chứa của sân vận động Chalom Phraikiet Bangmot khoảng 8.000 khán giả. Khao Plong là sân nhà của câu lạc bộ Chennat Hornbill, nằm ở thị xã Chennat. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 2009, sau đó cải tạo vào các năm 2011 và 2021. Sức chứa của sân vận động Khao Plong là 8.625 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Chanthaburi là sân nhà của câu lạc bộ Chanthaburi, nằm tại thị xã Chanthaburi. Sân vận động đa năng này đang trong thời gian cải tạo mở rộng. Sức chứa của sân vận động tỉnh Chanthaburi khoảng 2.000 khán giả.
Sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là sân bóng lớn nhất tại Thai League 2 mùa này. Đây là sân nhà của Chiang Mai United, nằm ở thành phố Chiang Mai. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1993 đến 1995. Sức chứa của sân vận động kỷ niệm 700 năm Chiang Mai là 17.909 chỗ ngồi. Một câu lạc bộ nổi tiếng khác của Thái Lan cũng vừa phải xuống hạng là câu lạc bộ Chonburi. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động Chonburi Uta, nằm ở thị xã Chonburi. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2010. Sức chứa của sân vận động Chonburi Uta là 8.680 chỗ ngồi. Kanchanaburi Power là tên mới của câu lạc bộ Dragon Pathumwan Kanchanaburi. Sân nhà của đội bóng này là sân vận động tỉnh Kanchanaburi, nằm ở thị xã Kanchanaburi. Sân vận động đa năng này cải tạo từ năm 2008 đến 2009 với chi phí 3,5 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động tỉnh Kanchanaburi khoảng 13.000 chỗ ngồi. Sân vận động Insi Chantarasattit là sân nhà của câu lạc bộ KZSAT, nằm tại quận Chatuchak của thủ đô Bangkok. Sân vận động đa năng này là sân vận động chính của đại học KZSAT. Sức chứa của sân vận động Insi Chantarasattit là 3.275 chỗ ngồi. Sân vận động tỉnh Lampang, còn có tên gọi Nong Krai Ting, là sân nhà của Lampang FC, nằm ở thành phố Lampang. Sân vận động đa năng này có sức chứa 5.500 khán giả. Sân vận động tỉnh Mahasarakham là sân nhà của tân binh Mahasarakham FBT, nằm ở thị xã Mahasarakham. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2011 đến 2018 với kinh phí 400 triệu bạt. Sức chứa của sân vận động tỉnh Mahasarakham là 3.000 khán giả. Sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Nakhon Si Thammarat là sân nhà của câu lạc bộ Nakhon Si United, nằm ở thị xã Nakhon Si Thammarat. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1973, sau đó được cải tạo vào năm 2021. Sức chứa của sân vận động tổ chức hành chính tỉnh Nakhon Si Thammarat là 3.000 khán giả. Sân vận động Nong Kru là sân nhà của câu lạc bộ Pattaya United, nằm ở thành phố Pattaya của tỉnh Chonburi. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1998 đến 1999 với chi phí 20 triệu bạt. Sức chứa của sân vận động Nong Kru là 5.500 khán giả. Sân vận động Hiệp hội Thể thao tỉnh Frey, còn được biết đến với tên gọi Hoai Ma, là sân nhà của câu lạc bộ Frey United, nằm tại thị xã Frey. Sân vận động đa năng này được cải tạo vào năm 2019. Sức chứa của sân vận động Hiệp hội Thể thao tỉnh Frey là 2.500 khán giả. Politero là một trong ba câu lạc bộ rớt hạng từ Thai League 1. Sân nhà của đội bóng này là Bunyachina, nằm ở quận Laksi của thủ đô Bangkok. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1962. Sức chứa của Bunyachina là 3.550 khán giả. Sân vận động Samut Prakan là sân nhà của câu lạc bộ Samut Prakan City, nằm ở huyện Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2015, sau đó cải tạo vào năm 2019. Sức chứa của sân vận động Samut Prakan khoảng 5.100 khán giả. Sisaket United là tân binh còn lại của mùa giải. Sân nhà của họ là sân vận động Seri Nakhon Landiwan,
nằm ở thị xã Sisaket, sân vận động đa năng này có sức chứa 11.200 khán giả. Sân vận động tỉnh Suphanburi là sân nhà của câu lạc bộ Suphanburi, nằm ở thị xã Suphanburi. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1945 đến 1947, sau đó mở rộng vào các năm 2001 và 2013. Sức chứa của sân vận động tỉnh Suphanburi là 15.279 chỗ ngồi. Sân nhà của Chad FC là sân vận động tỉnh Chad, nằm ở thị xã Chad. Sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 2012, sau đó cải tạo vào năm 2020. Sức chứa của sân vận động tỉnh Chad khoảng 7.000 chỗ ngồi.